Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, nhằm phấn đấu đưa hết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan lên mức độ 3 để phục vụ tốt hơn việc giải quyết thủ tục cho cộng đồng doanh nghiệp là mục tiêu được Tổng cục Hải quan đặt ra trong năm 2018. Đây cũng là việc làm nhằm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp đã được ngành hải quan Việt Nam nỗ lực thực hiện nhiều năm qua. Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan ngày càng được tăng lên trong nhiều năm qua. Nhưng giữa thực tế và kỳ vọng của doanh nghiệp vẫn còn là một khoảng cách lớn. Và đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Cải cách thủ tục hành chính hải quan vẫn chưa như kỳ vọng. Với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, tạo thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, thời gian qua Tổng cục Hải quan đã có nhiều nỗ lực đẩy mạnh hoạt động cải cách, hiện đại hóa hải quan. Coi đó là mục tiêu và cũng là động lực để ngành hải quan hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Nhưng nỗ lực đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau của chúng tôi. Tại một buổi tọa đàm mới đây do Tổng cục Hải quan tổ chức với chủ đề Hải quan doanh nghiệp kết nối, chia sẻ đồng hành, hầu hết các doanh nghiệp và hiệp hội đã có đánh giá tích cực về những nỗ lực của cơ quan hải quan ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và gắn bó với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giải quyết được nhiều khúc mắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa nhanh chóng, thái độ phục vụ của cán bộ hải quan ngày càng được cải thiện, từ đó cũng nâng cao năng lực cạnh tranh theo đúng tinh thần Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 của Chính phủ. Trước tiên là cơ sở văn bản pháp luật mà ngành hải quan là một trong doanh nghiệp đầu mối kết nối để cùng với các sở ban ngành để sửa. Đặc biệt những năm vừa qua ta thấy là các văn bản về kiểm tra chuyên ngành thay đổi toàn diện. Rồi trong phần mềm thì ta áp dụng các khai báo hải quan điện tử như Tổng cục trưởng trong hội nghị đã nói là trên 96% đã áp dụng, đó là tỷ lệ rất cao so với các nước trên thế giới. Con người cũng đã được thay đổi nhiều vì có nhiều tích cực từ ngành hải quan cũng có và ngay cả các tổ chức quốc tế cũng đã đo, giám sát cũng rất là nhiều, buộc con người phải thay đổi. Cùng với việc thúc đẩy và tăng cường hoạt động quan hệ đối tác với cộng đồng doanh nghiệp, trong những năm qua, Tổng cục Hải quan đặc biệt quan tâm thiết lập quan hệ đối tác thường xuyên với Hiệp hội Doanh nghiệp. Doanh nghiệp chủ động, tích cực và sẵn sàng hợp tác với cơ quan hải quan để xây dựng lực lượng nòng cốt trong phát triển quan hệ đối tác với cộng đồng doanh nghiệp. Tính đến nay, cơ quan hải quan đã ký văn bản thỏa thuận hợp tác với 232 doanh nghiệp để xây dựng đối tác thường xuyên làm lực lượng nòng cốt trong hoạt động đối tác hải quan doanh nghiệp. Đã ký 1.701 văn bản cam kết với doanh nghiệp trong hỗ trợ, giám sát thực thi pháp luật với các doanh nghiệp, 52 văn bản thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp. Phía Hiệp hội thì đến với cái hội nghị ngày hôm nay, trước hết là chúng tôi cũng phải có một ghi nhận cái nỗ lực của ngành hải quan, của Tổng cục Hải quan trong vấn đề về đi đầu trong cái cải cách trong cả về chuyện mà thay đổi các cái quy định, cải cách cả vấn đề thực thi, cải cách về thủ tục hành chính, cải cách về công nghệ thông tin và cuối cùng đó là hội nhập để đáp ứng được những cái chủ trương và nghị quyết của Chính phủ. Bên cạnh đó, cùng với việc triển khai thủ tục hải quan điện tử, cổng thông tin điện tử hải quan, đến nay đã có 161 trên 180 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Một trong những tiến bộ vượt bậc của ngành hải quan là 65% hàng hóa thuộc luồng xanh. Những nỗ lực của ngành hải quan được các chuyên gia đánh giá cao trong cải cách hiện đại hóa, làm thay đổi căn bản phương thức quản lý hải quan, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, giảm tối đa sự tiếp xúc giữa hải quan và doanh nghiệp. Và cái đặc biệt hơn nữa là mặc dù như đồng chí, như ông Tổng cục Hải trưởng Hải quan nói là hiện nay đã có đến 65% các cái lô hàng được thông quan theo cơ chế là luồng xanh, mà chỉ có khoảng 0-35% hàng hóa thông quan tới luồng vàng hoặc là cơ chế luồng đỏ, và chủ yếu số còn lại là luồng vàng. Với những hàng được thông quan với luồng xanh thì thời gian tiến hành thủ tục hải quan là không quá 3 giây. Để quan hệ đối tác hải quan doanh nghiệp trong thời gian tới ngày càng hiệu quả, cơ quan hải quan đã có hệ thống quy chế giám sát cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, hiện nay Tổng cục Hải quan đã xây dựng đường dây nóng 1900-9299 để tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh khi đơn vị, công chức hải quan yêu cầu doanh nghiệp nộp các khoản phí, lệ phí không có trong quy định hoặc tiền bồi dưỡng để kịp thời xử lý. Đường dây nóng của hải quan là đã được quy định bằng quy chế rất cụ thể. Tất cả các phản ánh của người dân, của doanh nghiệp đều được lãnh đạo các cấp, cao nhất là Tổng cục trưởng,
cho đến cục trưởng, chi cục trưởng đều được kiểm soát hàng ngày và xử lý trong thời gian là có những cái loại vướng mắc thì tối đa không quá là 4 tiếng, có những loại chỉ trong vòng 5 phút và theo đó là được lưu trữ, được online với cái hệ thống bằng nhiều hình thức phản ánh. Tính đến cuối tháng 5, đã có 11 bộ ngành triển khai 47 thủ tục hành chính trên cơ chế một cửa quốc gia, xử lý khoảng 1,23 triệu hồ sơ của gần 22.000 doanh nghiệp. Đồng thời, từ ngày 1 tháng 1, Hải quan đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông kết nối với 4 nước ASEAN để trao đổi thông tin CO mẫu đề điện tử. Hiện nay, Việt Nam cũng đang thực hiện công tác chuẩn bị để triển khai thí điểm trao đổi tờ khai hải quan ASEAN và trao đổi chứng nhận kiểm dịch điện tử ESPS. Thông qua việc thực hiện các nghị quyết số 19, nhiều vấn đề được giao cho các bộ ngành đã có sự chuyển biến tích cực. Điển hình như mục tiêu giảm thời gian thông quan hàng hóa còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và 90 giờ với hàng nhập khẩu cơ bản đạt được. Đồng thời, cơ chế hải quan một cửa quốc gia kết nối Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các bộ cơ bản hoàn thành và đi vào sử dụng. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, thủ tục hải quan và quản lý kiểm tra chuyên ngành vẫn còn nhiều vấn đề cần được cải thiện, ghi nhận của phóng viên VTV. Là đại lý hải quan được cơ quan hải quan chọn thực hiện đề án thí điểm thủ tục hải quan điện tử một cửa thông qua đại lý hải quan tại cảng Cát Lái từ tháng 4 năm 2013. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, hiện nay liên quan đến việc kiểm tra chuyên ngành về hàng trung chuyển từ cảng nhập đến các chi cục trong cùng một cục hải quan quản lý và đến các chi cục khác hải quan quản lý còn khó khăn. Ngoài ra, vẫn còn vướng nghị định 187 là phải xin giấy phép gây khó khăn cho các hãng tàu. Thì đối với các hàng trung chuyển mà đi từ cùng một chi cục, cùng một cục mà hải quan quản lý thì hiện tại ta thực hiện cũng còn rất là cân nhắc, là một số chi cục ta chưa thực hiện được. Ngoài ra là đối với mà chúng ta vận chuyển hàng trung chuyển từ cục cơ quan này đến cục cơ quan khác là chúng ta phải vướng cái nghị định mà điều 40 của nghị định 187 là phải xin giấy phép kiểm tra chuyên ngành. Thì cái này tôi nghĩ là giữa chi cục này đi qua chi cục cho một cục hải quan và chi cục hải quan này đi qua cho một cục hải quan khác, nó chả có ý nghĩa gì. Thực tế ở cảng Cát Lái tôi là hàng hóa trung chuyển nhập về cảng Cát Lái, xong rồi tàu mẹ đón ở cảng Cái Mép Kỳ Bãi, thì chúng ta để thực hiện thủ tục trung chuyển ra ngoài Cái Mép Kỳ Bãi làm tàu xin rất là nhiều phép, thì rất là hạn chế, rất là khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh khai thác tàu biển và chính là tồn lượng hàng hóa rất là lớn trong của các nghiệp khai thác cảng. Cũng đồng tình với quan điểm trên, đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho rằng, trong quá trình thông quan xuất khẩu, nhập khẩu thì các vấn đề quy chuẩn về kỹ thuật trong mấy năm qua rất chậm trễ, khiến cho nhiều thủ tục hành chính bất cập, gây ra vướng mắc giữa nhà nước và doanh nghiệp. Trong bối cảnh mà cải cách rất là nhiều, ít nhất trong 2-3 năm vừa qua, chúng tôi thấy rằng đang xảy ra một cái tình trạng là chơi chữ. Nếu như chỉ cần nằm sai với một cái chữ thì sẽ bị ách lại. Nghị định 43 của chính phủ về vấn đề nhãn hàng hóa thì cái trường hợp này là một sự không rõ ràng. Và đã không rõ ràng thì cơ quan kiểm tra chuyên ngành vị vào đây và không xử lý tức là không thông quan được. Nhiều doanh nghiệp còn gặp vướng mắc về xác định, tham vấn xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn chưa được giải quyết. Luật thì vẫn thế, nhưng mà cách diễn giải và hiểu luật của các cơ quan quản lý nhà nước thì hiểu thay đổi. Trước đây hiểu như thế vậy, doanh nghiệp làm đúng và như vậy là được. Nhưng bây giờ có lại hiểu như thế vậy, phải vận hành như thế vậy. Và khi thay đổi cách diễn giải thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ nói là luật từ đấy lên tôi sẽ truy thu lại, tôi sẽ áp dụng lại từ trước tới giờ. Mặc dù trước đấy doanh nghiệp cũng có những cái văn bản khác, cũng chính cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn, ăn được và ăn làm. Có cách hiểu khác nhau và áp dụng chế độ chính sách thuế khác nhau, như vậy là dẫn tới rủi ro các doanh nghiệp. Và thực sự là có rất nhiều doanh nghiệp đã bị truy thu đến hàng trăm tỷ. Các anh chị biết hàng trăm tỷ là vô cùng lớn. Mặc dù ngành hải quan đã có quy định chính thức việc áp dụng phương thức quản lý rủi ro trong quản lý, nhưng theo nhiều chuyên gia thì các quyết định phân luồng, phân loại vẫn chưa đảm bảo chính xác, làm cho doanh nghiệp phân vân về tính khách quan của các quyết định. Là kiểm tra chuyên ngành ở đây thì trong nghị định chỉ đặt ra vấn đề là kiểm tra chuyên ngành thôi. Nhưng thực ra là trong điều chỉnh là kể cả phần quản lý của các bộ rất là nhiều. Cho nên chúng tôi cho rằng cái chỗ này phải điều chỉnh cả quản lý và kiểm tra chuyên ngành. Kiểm tra chất lượng thì hiện nay chưa được xử lý ở đâu cả. Bởi vì hiện nay đang các cái nghị định
các cái luật, các cái nghị định về quản lý chuyên ngành đối với chất lượng sản phẩm hàng hóa thì hiện nay chưa sửa đổi gì cả, mới sửa đổi cái thông tư của Bộ Khoa Công Nghệ. Mặc dù dự thảo nghị định được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận bởi có những cải tiến tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa, tuy nhiên còn một số điều trong nghị định mới chỉ điều chỉnh đối với một số thủ tục hành chính cụ thể và không đảm bảo tính bao quát chung để phục vụ cho việc triển khai mở rộng thủ tục hành chính điện tử. Là doanh nghiệp sau khi có những cái kết quả phản hồi của các cơ quan kiểm tra chuyên ngành thì vẫn phải thông báo cho các cơ quan hải quan rằng là đã có cái kết quả đó, hoặc thậm chí phải in ra hay là phải gọi điện để đọc số cái mã HS đi kèm với cả các mặt hàng. Thì cái mô tả nó không rõ, nó dẫn đến một cái tình huống là khi hải quan gọi là xác định cái mã HS, nó có thể dẫn đến tình trạng tùy nghi. Nó có thể tùy nghi và tùy nghi này nó có thể cả trong một câu chuyện lớn là từ mặt hàng này áp sang gọi là một cái mã nọ, hay là trong một cái tình huống gọi là thông quan cụ thể thì có những cái mặt hàng mà áp mã HS nó chưa gọi là phù hợp với cả thực tiễn. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng khi làm việc với hải quan và các bộ liên quan, doanh nghiệp lại gặp phải nhiều chi tiết nhỏ, là một cửa nhiều chìa. Tiến trình tổ chức kiểm tra chuyên ngành một cách chuyên nghiệp, có hệ thống, phối hợp tốt giữa các bộ ngành, dần dần xã hội hóa, chúng ta mới bắt đầu, đang còn rất yếu kém. Sự phối hợp giữa các bộ ngành còn chưa tốt. Cơ chế quản lý trên cơ sở rủi ro hay quản lý rủi ro mới bắt đầu mà không nhuần nhuyễn. Một số năm nhưng mỗi năm cần phải có những kết quả rất rõ rệt. Trong đó vai trò của tư nhân, vai trò của doanh nghiệp chủ động, vai trò của đầu mối trong cơ quan kiểm tra chuyên ngành là phải được phân công lại cách rất là rõ ràng. Chứ một số kết quả ban đầu có thể làm chúng ta thỏa mãn và chủ quan với cái kết quả này. Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, cần tạo sự chuyển đổi mạnh mẽ về cách thức quản lý nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá đúng mức độ tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, tổ chức. Doanh nghiệp mong muốn những thủ tục chồng chéo không cần thiết gây khó khăn, tăng chi phí cho doanh nghiệp, làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đi ngược lại với chủ trương cải cách hành chính cần sớm được xóa bỏ. Để đảm bảo sự thống nhất trong việc cải cách hành chính, giảm thủ tục giấy tờ, tạo thông thoáng cho doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng vào những cải cách quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa của ngành hải quan và các bộ ngành trên nhiều phương diện để hiện thực hóa mục tiêu của chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020. Và sau đây là ghi nhận của chúng tôi. Tôi chỉ mong muốn rằng trong phần chương 3 của kiểm tra chuyên ngành, với những phần liên quan đến HS, đến các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật, làm sao trên nền tảng của một cửa này dựa trên công nghệ thông tin, chúng ta có thể và liệu chăng có được cái biện pháp một cách minh bạch để cho các thành phần từ quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể thấy được rằng cái nội dung quy chuẩn này hay tiêu chuẩn này của bộ nào đấy đang thiếu, đang không có hoặc đang không minh bạch. Liệu thì cái công cụ này có làm được điều đó hay không? Thì tôi rất muốn rằng trong điều 34 khi đề cập đến cái vấn đề là điều kiện để kiểm tra chuyên ngành phải có tiêu chuẩn và quy chuẩn, nó liệu chăng nó có là một công cụ để hiển thị một cách công khai hay không? Chứ hiện nay không công khai thì cứ càng và các doanh nghiệp cứ phải đi chạy đi vậy khi mà gọi là gì ạ? Sai một câu hoặc một chữ thôi. Tại chúng ta đang là khai báo đại lý hàng quen là trên quyền đất bị xếp rồi thì chúng ta có mã số để hiểu rồi. Thì các cơ quan ban ngành khác cũng cần phải chấp nhận thu chữ ký số của đại lý hàng quen để thực hiện khai báo kiểm tra chuyên ngành cho doanh nghiệp thông qua hợp đồng ủy quyền. Chúng ta thấy có vấn đề mà xử lý sự cố khi phát sinh ra hệ thống bị lỗi này thì chúng ta mới trình hồ sơ giấy. Cái này tôi đề nghị là thêm một giao thức mới, chúng ta là không mới lắm, chúng ta sẽ chuyển qua được email. Chắc chính từ đấy chúng ta là email thư điện tử để hạn chế thời gian vận chuyển cái giao nhận chứng từ, nộp chứng từ giấy của doanh nghiệp đến các cơ quan quản lý chuyên ngành. Một cái nghị định ra một thông tư hướng dẫn thôi, đúng không ạ? Các cái bộ liên ngành phải ngồi với nhau để mà ra được một cái thông tư hướng dẫn rõ ràng. Chúng tôi không thể đọc cùng một lúc hai cái chỗ để chúng tôi đi triển khai được. Có quá nhiều các cái công đoạn, quá nhiều thủ tục để mà ra được một cái đồng vốn. Chúng tôi còn các cái doanh nghiệp thì phần lớn phải tập trung vào cái thời gian để chúng tôi đi phát triển thị trường, làm ra sản phẩm tốt, xong rồi phát triển thị trường. Còn cái việc hỗ trợ thì chúng ta nên, tất nhiên là những cái lĩnh vực mà hỗ trợ về hạ tầng cơ sở thì nhà nước nên có những chính sách hỗ trợ trực tiếp về tài chính. Thì tuy nhiên thì chủ yếu chúng ta tạo điều kiện cho doanh nghiệp bằng cách hỗ trợ các cái chính sách hỗ trợ liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp là chính. Đồng thời với các cái biện pháp là đơn giản hóa cái thủ tục hành chính, giảm bớt các cái điều kiện kinh doanh cũng như là đơn giản hóa các thủ tục kiểm tra chuyên ngành,
để tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, thì những cái biện pháp để kiềm chế cái sự tăng chi phí cho doanh nghiệp cũng là cái biện pháp phải diễn ra đồng thời. Những ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tài chính thuế tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc nhận thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.